Tối 4 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong tại ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước. Hiện lực lượng chức năng đã bắt nghi phạm là Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thông tin ban đầu cho biết, người thân của ông Phan Văn Sự, sinh năm 1954, ngụ tại ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, về thăm nhưng nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành nên người này đã báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà, kiểm tra thì phát hiện ông Sự tử vong trong phòng ngủ. Chị Phan Liên Khương, sinh năm 1985, con gái ông Sự, nằm tử vong ở phòng ngủ của mình. Còn bà Trần Thị Gọn, sinh năm 1955, vợ ông Sự, tử vong dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Phú nhanh chóng đến và phong tỏa hiện trường. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của gia đình ông Sự. Theo thông tin ban đầu, chị Phan Liên Khương trước khi tử vong mang thai song thai nữ, khoảng một tuần nữa là sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bắt nghi phạm là Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa bị bắt lúc 17h15 cùng ngày tại ấp Cây Trâm, xã Bình Định, thành phố Cà Mau. Khoa và chị Phan Liên Khương sống với nhau như vợ chồng.